Thằng miền Trung mới chuyển trường kìa. Tớ yêu tiếng Trung vì tớ trúng tình yêu. Cậu dạy tớ với. Thằng chốc chu. Các cậu đừng có quá đáng. Ba tôi là Yakuza đó. Yakuza chỉ có ở Nhật Bản thôi. Mày bị ảo à? Tao cũng muốn nghe. Yakuza là tiếng miền Trung lắm đấy. Gọi bố mày ra đây. Ngày đầu tiên đi học mà con trai đã bị bắt nạt, phải dạy cho tụi phân biệt vùng miền đến một bài học mới được. Cách hết trang phục để trông thật ngầu. Bẻ cổ áo hình chữ V, làm áo mặc lót bên trong, sáng tay áo để lộ nhiều hình xăm. Bên ngoài khoác chiếc yukata lấy cảm hứng từ kimono Nhật, mặc thêm chiếc ibra có họa tiết hình cá chép vượt vũ môn, tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Con trai, cậu đến đây. Mở bài anh Khạc hay em Khạc lắm nhỉ? Khạc hay lắm. Ba. Bố nó là Yakuza thật mày ơi. Thiếu rồi, Yakuza miền Trung chứ. Cháu. Cùng là con dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, các cháu không nên phân biệt vùng miền như vậy. Người miền Trung có thể hiền lành, nhưng không dễ bất nạt đâu nhé.